Đâu là năm sự thật thú vị về Harry Maguire? Đầu tiên là học cực giỏi. Hiệu phó cũ của Maguire từng chia sẻ rằng anh là một học sinh nổi bật trong trường. Hiệu phó của anh cho biết cậu ấy thông minh và chững chạc hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Chỉ cần thầy cô yêu cầu thì cậu ấy sẽ răm rắp làm theo, không kêu ca nửa lời. Sự thật thứ hai, xuất sắc trong nhiều môn thể thao. Đội trưởng của Manchester United đã chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau khi còn đi học. Anh tham gia nhiều hoạt động thể thao như chạy việt giã, bóng bầu dục và khúc côn cầu. Sự thật thứ ba, ba anh em đều là cầu thủ. Maguire không phải là cầu thủ duy nhất trong gia đình của anh. Hai người em của anh là Joy và Lawrence, cả hai đều theo nghiệp cầu thủ. Lawrence chơi ở câu lạc bộ dạ hạng 5 trong khi cho khoác áo dạ hạng 7. Sự thật tiếp theo, anh từng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trong 3 mùa liên tiếp, đó là Maguire tại Sheffield United. Ngay trong mùa đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, anh ấy đã nhận được bộ đôi giải thưởng là cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Anh cũng được bình chọn vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải 2011-2012 của giải đấu. Trong 2 năm tiếp theo, trung vệ này vẫn giữ vững phong độ và tiếp tục chiếm giải cầu thủ xuất sắc nhất vào cuối mùa. Sự thật cuối cùng, hậu vệ đắt giá nhất lịch sử. Sau màn trình diễn ấn tượng ở Leicester City, Maguire được khá nhiều câu lạc bộ mời chào. Cuối cùng Manchester United là đội chiến thắng trên thị trường chuyển nhượng khi chấp nhận chi ra 80 triệu bảng. Đây đã trở thành một mức giá cao kỷ lục thế giới dành cho một hậu vệ.